Ở cái thời đại này, chúng ta chỉ trông cậy vào một cái gì đó để mà mầu nhiệm xuất hiện để cứu hành tinh này và cứu nước Việt. Chỉ có một hai người làm được chuyện đó, những người phải có sứ mệnh. Đó là Đức Huỳnh Phú Sổ, mà ở ngoài Bắc gọi là Ngài Nguyễn Bỉnh Khiêm, bên Tàu gọi là Lưu Bá Ôn, hồi xưa nữa là gọi là Khương Tử Nha. Hồi thời Phật Thích Ca 2560 năm trước, Ngài là Đại Ca Diếp, Kim Sư Phật, nhiều lắm. Mà trong quyền truyền thuyết của Phật giáo thì Ngài Đại Ca Diếp giữ cái bát với cái y của Phật Thích Ca để mà trao lại cho Phật Di Lặc một cái thời mới. Phật Thích Ca cũng phải về hưu đúng không? Ai làm việc nhiều quá cũng mệt á. Và Ngài cũng đóng nhiều vai đó, đủ vai kể. Còn cái vai miền Tây ai cũng biết rồi đó. Ngũ Đại Truyền Thừa thì cũng chưa giải Bán Khoai, Phật Trùm, Đức Bổn Sư gì gì đó. Nhưng mà đâu phải Ngài đi một mình mà làm được việc. Có con đệ tử này ở trên trời cũng hai thầy trò, xuống đây cũng hai thầy trò. À, kiệt lời được lệnh sư phụ lên đây chót chót, chuyện nói cho quý vị nghe chót vậy đó. Thì không á, quan trọng là mình chót chót, không có danh, không có lợi. Không phải như mấy ông thầy thời nay chót chót mà toàn là kiếm tiền không, mà mình không có vụ tiền bạc cái đây nha. Giao lệnh lần nữa, họ thiên ai mà mang họ thiên gây quỷ thì người đó không phải là họ thiên nha. Muốn làm công đức thì tự cá nhân làm, chứ không có kêu trong những người họ thiên xung quanh để mà trên không có, trên mấy bề trên chỉ kêu lấy cuốn kinh ngồi nhà đọc xong. Mình đã trên thiền bát nhã thì mình đừng có lăng tăng. Lăng tăng á, là đi ra đường á, là bị tà nó kéo đi lạc gắn chịu. Ý là Phật nãy giờ nói chuyện cũng lâu rồi ha. Bây giờ mình ai muốn hỏi gì hỏi đi, mình dành nói hết trơn đâu được. Nè, dưới này có hỏi ông microphone đâu không? Đó microphone đó phải không? Cái microphone này. Ai hỏi gì hỏi đi. Hay gì đó Phật, bữa nay tôi có nhân duyên được gặp Kiệt ở đây, thành ra đã qua đây được mấy lần rồi, nhưng mà có lên Thiên Long Sơn được một lần lại cha lại mẹ, và bữa nay mới lên đây ngày hôm qua và ngày mai là phải đi nữa rồi, thành ra cố gắng đến đây để gặp được Kiệt nhìn tận mắt, đó là một hạnh phúc đã. Cuộc đời tôi thì rất là lâu rồi đã nằm chiêm bao, đã thấy được Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Hiện giờ đã nghe Ngô Tuấn Kiệt rất là lâu, bao nhiêu năm rồi, bây giờ mới được hiện diện là được gặp Kiệt, rất là hân hạnh. Chị ở đâu tới? Dạ, Virginia. Ồ, vào trên nhà dạ. ở bên đó. À, thì cũng gần mà, ở Mỹ mình lên máy bay mình ngồi ngủ gục cái em tới rồi. Dạ, nhưng mà đã lần này là lần thứ ba rồi mới được gặp. Câu bất qua tam thì thế nào cũng được, thành ra rất là kiên cố muốn đến đây được gặp Kiệt và được xin bắt tay một lần. Bắt tay không biết, nhưng mà lên đây giao duyên chụp hình là giao được. Duyên, giao duyên với Kiệt. Đã gặp tới gặp cha gặp mẹ, à cha lại mẹ ở Thiên Long Sơn, vậy là có phước rồi, đeo dấu thiền tâm nữa kìa, đeo dấu Phật bạn ngâm nữa. Dạ.
Thật sự Quan Âm với Phật Mẫu với Đức Mẹ Ma là cái điển giống nhau nha. Yeah. Rồi bên Tây Tạng Rinthara cũng là mẹ giống nhau luôn á. Đi bịch. Nhìn biết. Ồ, từ từ đang nói chuyện, đang livestream, còn chị bệnh đó thì khác. À, thưa là phải đi liền. Giờ đi liền hả? Dạ. Trời, làm gì mà gấp lên máy bay rồi nữa. Virginia. Dạ, nhưng mà nó không có đi đâu được hết. Này á, khi nào mà gần Kiệt á, phải 7 dòng hồ quang của Kiệt mới độ được những người gần gần. Nhưng mà có cái là không dám đi đâu hết trơn. Không muốn đi đâu hả? Nó không dám đi đâu hết trơn. Nhưng mà nó đem lên được đó. Thì này á, nếu không sống thì giàu dữ lắm á. Mà khi mà con người mình nó có cái giống như cái não là quan trọng nhất. Và giống như Bill Gates à, là nó tưởng tưởng ngày mai là 400-500 tỷ, nó cũng nó coi giống như rác thôi. Cho nên cái quan trọng của mình không có tiền, nhưng mình gán giữ cái não mình, cái trí óc mình nó sáng suốt nha bà. Mấy con quý vị, con này người này nhìn thấy hình dao, nhưng mà chắc dao quá rồi, cái thất tình nó giữ cú cua. Cháu nghe giờ mình thấy tức cười á, bà Phương Hằng bất khôn kiểu đó mà có ai tin bà bị thần kinh không quý vị? Chuyện gì mà cũng đi nói được, đỡ gáp tội cho bà đi. Bà ra bà khà lửa ha, mà làm đóng chó quay, gà quay, vịt quay hết trơn, trồn quay luôn. Bà Phương Hằng mà đi nói bà điên. Ở cái xã hội này giữa lúc chuyện mất cười mà nó không phải bên bà nha. Nói gì nói. Ok, giờ muốn kêu làm gì? Ở đây không lo, đây không lo, mà đi lo cái người trong hình này. Tại vì nó không có gì trong trường, kiểu tôi muốn cho nó tỉnh táo rồi. Bạn nói em có cái nhà mà bây giờ muốn lo cho nó. Tên gì? Nguyễn Kim Chi. Hả? Kêu đâu với thằng âm với cổ. Thiên Kim Chi phải không? Mấy đứa còn nhé, 2 đồng không bạn? 2 đồng của mình. Thì cũng hay đấy. Em mình chị bệnh, nhiều người cũng hết bệnh. Coi coi chứ, nhưng mà này tặng cho Thiên Kim Chi. Không, Thiên Kim Chi à. Kim Chi này, chữ này là án làm. Mấy người này đang bị âm ma hơi nhiều. Chơi với ma không thích chơi với người. Chơi ma đó, ma đó.
đúng không ha? Thì cái kiểu người này cứ để như nè, kêu cứ nhìn hoài. Nhưng mà có chữ dưới của kiểu á, mấy ông ma nhiều khi nó nể nha, có lúc nó nể, có lúc nó không nể á. Nên khi nó nể thì nó đi chơi chỗ khác vậy thôi. Sao? Gấp quá à. À, gấp gút quá là. Tại vì đường đi xuống địa ngục cần phải đi gấp, còn đường đi về trời không cần gấp, cho nên cứ đi thôi. Nên mới tại đường về trời còn lâu mà, đường nào chúng ta tất cả và 96 vạn ước linh căn đường nào cũng sẽ đi về cha mẹ, mà kiếp này ăn trăm kiếp sau không biết à. Xuống địa ngục gấp lắm. Cười nó chào chị. Cái chai nước nãy đâu rồi? Dạ đây. Dạ. Đưa về cho cái người đó uống nghe. Dạ. Dạ. Rất cảm ơn. Rồi rồi rồi. Ngày mai là 70 tuổi về đây. Ôi 70 tuổi trẻ quá vậy. Dạ. Là chụp đi. 70 tuổi gấp quá phải ra phải chờ. Chuyện thế gian là chuyện địa ngục. Rồi. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Giọng nói về miền Nam Sài Gòn dễ thương quá. Giọng hàng đó có giọng nói dễ thương. Không dám hứa à, nghe. Về mà anh lấy cuốn kinh Thiên Tâm mà gán đọc. Ở đây cuốn kinh nè, ừ đó, về gán đọc. Ừ. Đọc mới về chứ không đọc là khó về lắm à. Mình thì chèo mũi chứ phụ chèo lái. Bác hỏi. Dạ, xin lỗi. Hỏi. Dạ,